chào các bạn. Mình là Bulala đây. Các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ Bulala nhé. Và hãy chia sẻ video đến cho bạn bè cùng xem nhé các bạn. Hôm nay sẽ là câu hỏi gì đây? Tại sao nhựa thông có thể hỗ trợ sự cháy? Tớ cũng có thể tạo ra lửa bằng cách phóng điện mà. Cái đầu của tớ hữu ích hơn đá lửa nhiều đó. Này này mấy đứa làm thế này nè. Dạ thế này phải không chú? Ừ đúng rồi đó Hân Thao. Trời ơi, sao ngoài quan tâm đến mình thế vậy nè. Bu la la à, quậy từ từ thôi. Nước sôi đó, cẩn thận nha. Chắc biết rồi mà. Thôi cho lửa to lên một chút đi. Nó đói bụng lắm rồi á. Lúc nào mà cậu chẳng kêu đói đâu. Nếu có gà thì tiện biết mấy á. Gà hả? Bỏ gà vô hả? Nhưng mà tớ vẫn thích ăn dầu đậu nành hơn á. Trời đất ơi, gà có phải là đồ ăn đâu. Gà là một loại nhiên liệu hỗ trợ sự cháy mà. Hả? Nhiên liệu hỗ trợ sự cháy là cái gì vậy? Nè mấy đứa nhìn về rừng cây bên kia kìa. Chú sẽ dẫn các cháu đi tìm chất hỗ trợ cháy nha. Đây là nhựa thông, có thể dùng tạm để thay thế cho khí ga đó. Wow, thật vậy hả chú? Những chất có tác dụng duy trì giúp sự cháy diễn ra đều được gọi là chất hỗ trợ sự cháy. Nhựa thông á là chất nhựa tiết ra từ thân của cây thông á. Trong nhựa thông có chứa tùng hương và dầu thông, một hỗn hợp gồm nhiều thành phần là chất hỗ trợ cháy thiên nhiên đó. Dầu thông mới chảy ra là một dịch lỏng trong suốt, không màu, dần dần trở nên khô cứng và có màu vàng trong không khí á. Người ta thường lấy nhựa thông làm chất hỗ trợ sự cháy để chiếu sáng vào ban đêm đấy. Có mấy cục nhựa thông thôi mà, làm gì mà các cậu vui vẻ thế? Bulala nè, muốn ăn hạt thông xào không? Dạ có ạ. Chú ơi, những cái vấn đề này chú không cần phải hỏi đâu. Đúng đó chú, Bulala cái gì cũng ăn được mà. Wow, ngọn lửa quả nhiên to hơn nhiều rồi đó. Ai bảo nhựa thông là vô dụng chứ. Đúng là thiếu hiểu biết đó. Hãy để lại comment phía bên dưới nha. Và đừng quên like, share video giúp Bulala nha. Bạn nào chưa đăng ký kênh á thì nhấn vào nút đăng ký kênh ủng hộ Bulala nhé. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.